Đẹp lắm đúng không? À, vậy thì chắc chắn phải đi rồi. Biết mà, ok, vậy nha. Ngọc Anh, lấy chén cơm con. Dạ mẹ. Ba. Hả? Cuối tuần này á mình đi du lịch được không ba? Được. Ba biết sao không? Tại vì bạn con á mới khai trương một cái khu biệt thự à. Mà giảm đến 50% lận. Vậy hả? Nó cần giờ đó, sát một bên mình thôi. Rồi, ba thì ba đồng ý, biết cả nhà sao? Tôi đồng ý luôn. Ê ê, đi Cần Giờ nghe là ăn hải sản đã luôn á. Con thích nhất là món tôm tích chế tỏi của mẹ làm. Rồi cá nướng nữa. Nói nghe, như vậy là mình phải đem cái lò nướng theo. Đúng rồi mẹ, mình nhớ làm riêng hấp xả nha. Trời, đừng có nghệ thèm vậy nước miếng. Thôi, hai mẹ con bà nghe ăn uống bàn say sưa. Rồi, nhất trí cả gia đình mình đi ha. Ok, vậy con đặt chỗ nha. Dạ. Đi đâu đi nhớ chịu em ra nha. Ủa sao vậy chú? Tại em không có hứng thú đi du lịch. Trời đất ơi. Ba. Những cái dịp mà đi du lịch đó là cái cơ hội để gia đình gắn kết với nhau, cho nên không có ngoại lệ ai hết, đúng không ba? Ừ. Đúng rồi. Ba vậy ha, tất cả đều phải đi du lịch. Ba quyết chốt vậy, đừng cãi nữa. Nhưng mà con không đi rồi ba. Phải đi. Chốt vậy thôi, không bàn nữa. Rồi, ăn cơm. Ok, để con đặt chỗ nha. Đặt đi, đặt nó luôn. Chú Phúc ơi. Cái gì vậy? Chú chở tôi đi giùm nha. Tại cái tay chị á bị phỏng nước sôi còn đau chưa chạy xe được. Ừ, chồng chị đâu? Đi hết rồi, nguyên một nhà. Giờ còn có mình em với chị thôi đó. Ủa? Hình như là em không thích đi chung với chị hả? Em nói thiệt nha, em rất ghét những người mà kéo người khác đi chơi chung khi người ta không thích á. Chị thì chị rất thích đi chơi chung với người nào mà không thích chị á. Con nghe mẹ ơi. Dạ dạ. Con gần đi rồi nè. Dạ chuẩn bị đi mẹ ơi. Dạ 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 rồi. Tử là con nha ông. À, ông nghe cho kỹ nha. Nghe đây. Dạ, ông sai là ông thua luôn đó. Rồi. Dạ. Lùi đậu luộc đậu lột đậu đậu luộc đậu lột đậu lùi. Ông nói đi ông. Cấm lên, khó quá mẹ ơi. Để kiếm cái chủ trình cho nó dễ dễ đi. Kiếm câu mới đi, câu này nói hồi ông nuốt lưỡi luôn á. Với cái chữ nó dễ, nói là cái chữ bậy bạ lắm. Dạ, vậy để con kiếm cái câu dễ cho ông nói nha ông. Ừ. Ông nhớ nghe kỹ nha. Tôi nghe nè. Bắt con cọp bỏ vô cặp, bóp con cọp. Dễ lắm. Ba bắt, rồi ba bỏ vô, rồi ba bóp. Dễ ẹt à. Ông nói thử đi em nội. Bắt con cọp, bỏ vô cặp, bóp con. Ê! Con mà chưa đánh con kịp là bà bóp con cặp rồi phải không? Trời ơi, thằng này nó đố cái gì ghê quá. Thôi ông ơi, thua thì thụt dầu đi ông ơi. Trời ơi, ông ấy lúc nào nghĩ đi chơi của ông nó không giờ vui á, thua thì chỉ thua đi. Đúng rồi, đâu phải mình ông nội mình chơi kiểu ông nội được đâu. Chào cả nhà. Có người cứu. Chào cô, con chào mẹ. Bởi tới đây hèn. Dạ, ba mẹ. Rồi, về sẵn nha, dịp là ngồi xuống chơi luôn con. Con với Phúc một cặp. Ăn. Dạ. Chơi trò chơi đó, chia phe ra. Con vui lắm. Một cặp. Con không chơi đâu ba. Chơi chứ con. Gì đâu, đi chơi mà không chơi. Con tới đây nghỉ ngơi phải chơi đâu ba. Nói. Nghỉ rồi mới chơi chứ. Dạ, con thì con rất là thích chơi những cái trò chơi tập thể gia đình mình vậy nè, vui lắm. Nhưng mà con chung đội với em chồng thì... Con không chơi đâu nha. Bà nói chơi là phải chơi à. Chơi đi chú. Chơi đi chú, làm một phát cho vui. Thôi được rồi, con sẽ chơi. Nhưng cho con đổi cặp đi. Minh, con về đổi chú. Qua đây. Lẹ. Thôi chú ơi, con chơi chú đâu. Con với Long cặp rồi. Dạ, con một cặp với chú. Vậy con về đổi mẹ nha. Thôi, mẹ với ba là một cặp. Cặp đôi hoàn hảo không ha. Không, phải tay ra. Tôi chơi một mình. Mà phe, một mình ên thôi. Ai cũng có đôi cặp đi một mình ên à. Tôi thích vậy. Nếu mà ông về đội tôi thì hãnh, con về đội mẹ. Con về đội vợ con rồi. Thôi con phải ở bên mẹ. Rồi vợ con làm sao? Vợ con với Phúc cặp, quyết định vậy đi. Cũng như không à. Rồi vậy nha. Bây giờ nha. Hoàng Anh với Phúc cặp, đen cặp, tôi cặp là 4 cặp. Bắt đầu chơi. Vô.
Đây có rồi. Cái này dễ lắm mẹ ơi. Mình thắng 8 lần rồi, lần này nữa là mình sẽ là vô địch. Đây, tập trung nha. Đây là một nhóm nhạc gồm 3 thành viên nữ sáng tác bài Sài Gòn Cô Tiên năm 2000. Ba mươi giây bắt đầu. Mát Ngọc. Trời ơi, không phải. Ba người này lớn tuổi rồi. Ba người này lớn tuổi rồi. Hát bài Mẹ Yêu nữa. Mát Ngọc. Trời ơi, không phải, không phải, không phải. Đây nè, trong đó có một người chị lớn nhất mà nhỏ con nhất, đeo mắt kiến. Mát Ngọc. Trời ơi. Bên hết giờ, kết quả như thế nào? Nhóm ba con mèo. Mẹ tính nói rồi, hết giờ rồi. Trời ơi trời, thà mẹ nói mắt mèo con không giận mẹ. Ồ, tại mẹ thích Mắt Ngọc. Ê, nhưng mà không sao, không sao. Mình thắng 9 lần, kỳ này mình thua 1 lần cũng không sao đâu con. 8 lần thôi, mình có 9 thua rồi. Bây giờ tiếp tục hai cái cặp đôi này, lựa hình và đoán đi. Tôi ấy nha chú. Cặp này nãy giờ cũng thua hơi nhiều nha. Sao lần này thắng thì sao? Dạ, hy vọng. Đâu rồi? Kiếm một cái hình nào dễ dễ thôi. À, có rồi. Chú ý nha. Một nhân vật mê gái, ham ăn, ngủ ngáy. Biết liền đúng không? Ai? Anh Hạnh. Tào lao. Không phải. 10 giây đã qua. 10 giây qua. Gắn liền với tuổi thơ của chú. Ham ăn, ngủ ngáy. Mẹ, gắn liền tuổi thơ, ham ăn ngủ ngáy. Sai. Sao sai? Bây giờ còn mê gái nữa, tự nhiên mẹ sao mẹ mê gái được? Mê gái được. 10 giây nữa, còn 10 giây nữa. Ba, ham ăn ngủ ngáy mê gái. Bà nhớ không? Hồi đó ba dẫn đi học đó, ba đi với cô gì đó nhớ. Cô nào? Cô nào? Đâu rồi, cô không nhớ. Tầm bảy tầm bả nó nhớ gì, tầm bảy bả nó ra ra ben hết giờ. Hết giờ. Trời chú ơi, cái này nè, chưa bắt giới người ta mà có vậy cũng không đoán ra được nữa. Trời, cái này dễ hồi mà chị không nói được, chị nó phải nói là bốn thì trò thinh kinh. Tôi đem nhớ liền. Trời ơi, tôi đã nói là cái đặc tính đặc biệt của Chư Bắt Giới là ham ăn mê gái, ngủ ngáy, là Chư Bắt Giới chứ còn cái gì nữa. Đem đi. Ủa mà nãy con thấy chú đoán cũng đúng mà. Ba vừa ham ăn nè, ngủ ngáy nè, mê gái nữa. Mày nói gì mày? Bậy. Bây giờ là trở lại bên đây, nếu bên đây chật nữa là xong. Hay đơn giản à, chị tập trung nha. Bạn bắt đầu. Vô. Cái con gì mà chị lúc mà mình chị tức lên á, chị tức lên, chị hay chửi thằng Mẫn con chị đó. Thằng Mẫn hả? Mà bây giờ bắt đầu. Mất dạy. Không phải mất dạy. Con chị con. Con mà. Mình tính. Dạ. Con bò. Mua vô bò, con bò. Gần giống. Cái con này là lối xóm của con bò. Lối xóm của con bò. Con chó. 10 giây, 20 giây. Con heo. Không phải. Rồi suy nghĩ đi. Gợi ý, kêu làm sao? Con này kêu sao ta? Trời ơi, con nào nó cũng có tiếng kêu hết em ơi, nó kêu làm sao? Con này kêu... Bang hết giờ. Trời ơi, sao không kêu? Mà chị nhìn đi, con trâu sao kêu? Ha. Bên đây có ai biết con trâu kêu làm sao không? Ê, lại thua được. Người này đố người này thua. Chỉ có 2 người này thắng thôi. Nãy kia bên tôi không chịu. Ủa sao hai người này không có ta? À thua rồi sao có? Bây giờ là 500 rồi, trời đất ơi, cái đó là quá trời. Đây, hai đội lèm bèm còn muốn chơi thêm nữa không? Dạ, thì bên kia thích thì con chịu à, con dễ. Sao? Sao? Bên đó muốn thì con chơi thôi. Được rồi, bây giờ chơi cờ cá ngựa đi. Minh, vô phòng ông nội đó lấy cái bộ cờ cá ngựa đó con. Dạ ông nội. Trong cái túi ba lô của ông nội con. Dạ. Bốn. Có. Thừa qua ra con cò cũng bị đá rồi. Con ngựa xanh này là của ai nè? Cũng nội đá luôn đi ba. À, của bác sĩ Nguyễn Đức Nghĩa đây đó hả? Đếm mấy cái là cho đi ra rìa vậy, đếm mấy cái. Ba con chăm cứu giỏi lắm. Cái này con chăm một cái là ba con vô trong chuồng cứu luôn nè. Số 8. Trời ơi. Tức thiệt. Rồi, bên đây đổ đi. Về đây đi. Nhờ tôi đổ hay chú đổ? Để em đổ cho.
Chị đổ ra được không à? Chú làm như nãy giờ chú đổ chú ra. Thì để em đổ, để em đổ đi. Thì đổ đi, ai nói gì đâu. Chị nói em sao em đổ? Nè, đổ. Hai người đổ cũng có người nào ra đâu. Ờ. Chơi gì đâu, cái mặt xìu quá thì làm sao mà chơi cờ được chứ. Cờ phải hứng phấn lên. Ủa vậy em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vô số 3. Ôi trời, vô số 3 mà cũng vô. Đi con nha. Nè ông một cái tôi một cái nhà tới. Tới đã con. Rồi cất đồ đi, uống nước rồi rửa mặt đi, sạch sẽ đi nha. Dạ dạ dạ. Dạ tụi con. Mỗi đứa một hộp đi. Rồi. 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 Ê, cũng được. Không được cái gì, tôi nghĩ đợt sau hả, để tôi tự đổ cho. Em thích ông đổ một mình đi. Thôi mà hai đứa, một đứa một hộp vui rồi. Để cái con vàng là mà số mấy mình được cho con, mình đá gì dạ, con. Dạ, số 16 đó mẹ. Wow. Ồ, số 8 mà đi về mẹ coi. Số 8 đó con đi cho. Số 8. Trời, tới con. Chú phải để tôi nha. Rồi, lần trước chú rồi. Căng quá, dơ mà căng thẳng quá. Trời ơi, tắm ngựa. Cái mẹo á mẹ. Tắm ngựa. Nó không ra chuồng thì bây giờ sao? Tắm rồi nó bị trúng gió rồi sao? Thôi đi anh im đi. Ta đã thua. Để chơi mẹo không à. Đây tắm hậu không chịu rửa. Trời đất ơi, thấy ghê không? Ra chuồng. Trời đất ơi, nó chơi. Vô chuồng. Không phải ra chuồng mà vô chuồng. Nà, chính nà. Chính nà, cái gì mà nè. Ngay cái chuồng của người ta. Vô chuồng. Vô chuồng. Vô chuồng. Cái gì vậy? Trời đất ơi, sao mà chính là địch đứng ngay chuồng người ta, ta ra đá mình sao con? Đâm đi cái chuồng này. Ngựa này là ngựa liệt mẹ ơi. Giờ con có vô nằm con ngủ trong này, ăn trong này luôn, con không đá được mình nữa. Ai biết được ba, lỡ giờ ra quân được sao? Để tôi cho. Để em cho chị. Không. Để em cho. Chị không đá được đâu. Bây giờ để tôi ra tôi đá người ta. Chị cứ để em đi. Trời đất ơi, chú này mắc cười quá, giờ đưa đây để tôi. Chơi mình cứ giành hoài, ơi chị đổ đi. Trời ơi, nãy giờ tôi đá 7-8 lần không sao. Bây giờ đá tôi lại có một lần mà la gì nè. Khi nào đổ chúng mà đá được con ngựa của ba kìa mới hay kìa. Ngon đá chính của ba nè. Chú Phúc, đổ chính chú Phúc. Em tự tin chơi, bây giờ chị đổ đi. Thôi sao, tôi tin chú. Không, chị... Chú đang hên, chú đang may mắn lắm, đổ đại. Trời, đổ đại đi. Ai vậy? Ba dầu gì cũng lớn tuổi nha. Mày nghĩ sao mà đá ngựa ba văng dưới luôn vậy? Bây giờ, để coi cái máy nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ chú. Dạ. Bây giờ mà mình đổ ba đó, cặp ba là mình đá. Đá qua tới đây luôn. Hết luôn, hết trời luôn. Dịp bay không đến ba rồi con ơi. Trời ơi, chuyện thần thoại à. Để chị. Để em chị. Không. Em đừng hên, người ta nói nhích qua tao nói chị đi. Biết rồi, em hên hai lần rồi, không có lần thứ ba đâu. Em tự tin rồi, Không, trời. Chị, để cứ để em đi. Chán chú ghê á. Cái gì đâu mà chơi mà giành hoài à. Chị nói. Có gì đâu mà vui nè, một thân một mình đi về sụp hầm 8 triệu. Vô một lại. Đổ đi. Đổ đi chị. Chị đổ hả? Chị đổ đi. Chị đổ phải không? Em tin chị. Vết lục là mày. Đi, ra đây. Trời ơi, không chịu ra quân chơi kỳ vậy. Đúng rồi, không chịu ra quân. Người ta ra quân đi rồi sao xong rồi người ta chạy con ngựa này không chịu ra quân. Giờ để đây đổ số 7 cái nữa vô đây đền. Không chịu ra quân, đợi số 7 chụp hầm sao? Đi đền chứ sao? Phải mãi nãy đang vui quá cho nên cho đi lại. Đi đâu không ra được lấy lại à. Bây giờ để mấy là vô số 1 đây. 7, 4, 3, 5, 2. Chị, bây giờ mình đổ 12 mình sẽ lên luôn. Trời ơi. Nhưng mà 7 thì mình đáp ở đây nè. Đó, 12 lên sân thượng còn 7 xuống tầng hầm. Mình đang hên. Yeah. 7. Chị em. Mỗi người một con đi. Ok. 7.
5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5
Em, chừng nào có bệnh nhân tới kêu vô phòng chị nha. Dạ dạ chị ơi, chị ơi, hôm bữa mình đi chơi có hình nè. Ừ, cảm ơn em. Trong con thời gian đêm...